Chào tất cả các em học sinh yêu quý. Cô là Nguyễn Thị Truyền, đến từ trường tiểu học Liên Nghĩa, Văn Giang. Hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng các em trong tiết luyện từ và câu, nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ, trang 54. Sau tiết học này, các em cần hiểu được câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến, tìm được câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong chuyện người lái xe đãng trí, tìm được quan hệ từ thích hợp để tạo ra câu ghép. Nội dung điều chỉnh trong tiết học hôm nay, chúng ta không học phần nhận xét, ghi nhớ, chỉ học phần luyện tập. Tiến trình của tiết học gồm có 3 phần: 1 khởi động, 2 luyện tập, 3 là hoạt động vận dụng. Cô trò chúng mình cùng đến với phần khởi động qua trò chơi mèo bốc tìm chuột. Luật chơi như sau: có một bạn mèo bốc đang đi tìm thức ăn thì phát hiện ra một hang chuột. Nhưng để đến được hang chuột đấy, chú mèo phải vượt qua 3 chướng ngại vật. Đằng sau mỗi chướng ngại vật đó là một câu hỏi. Các em hãy giúp mèo bốc vượt qua các chướng ngại vật để đến được hang chuột này nhé. Chướng ngại vật thứ nhất mà mèo bốc phải vượt qua đó là câu hỏi: em đã học được các câu ghép thể hiện những quan hệ gì? Chúng ta đã được học 3 kiểu câu ghép thể hiện quan hệ: nguyên nhân, kết quả, điều kiện, giả thiết, kết quả và quan hệ tương phản. Vậy mèo mốc đã vượt qua được chướng ngại vật thứ nhất rồi. Chướng ngại vật thứ hai mà mèo mốc phải vượt qua là câu hỏi gì? Đặt một câu ghép thể hiện quan hệ tương phản. Cô có câu: mặc dù chúng em tạm ngừng đến trường nhưng chúng em vẫn không ngừng học. Mèo mốc cảm ơn các em vì đã giúp chú vượt qua 2 chướng ngại vật. Chướng ngại vật thứ 3 mà mèo mốc phải vượt qua là câu hỏi nào đây? Tìm cặp quan hệ từ trong câu sau: chẳng những Lan học giỏi mà bạn ấy còn hát rất hay. Trong câu "chẳng những Lan học giỏi mà bạn ấy còn hát rất hay" đã sử dụng cặp quan hệ từ chẳng những mà. Vậy trả lời xuất sắc 3 câu hỏi vừa rồi, kèm đã giúp mèo mốc vượt qua cả 3 chướng ngại vật và đến được hang chuột. Chúng mình cùng chúc mừng cho bạn mèo mốc. Kem thân mến, trong các tiết học trước, kem đã được học cách nối câu ghép thể hiện quan hệ nguyên nhân, kết quả, điều kiện, giả thiết, kết quả và quan hệ tương phản. Vậy có cách nào để nối câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến? Cô cho chúng mình cùng đến với nội dung của bài học hôm nay: nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ. Chúng mình cùng mở sách học bài nào. Kèm cùng tìm hiểu về câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến qua nội dung của bài tập số 1 phần luyện tập. Cả lớp đọc thầm bài cùng cô. Bài 1: tìm và phân tích cấu tạo của câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong mẩu chuyện vui người lái xe đãng trí. Một người đàn ông hốt hoảng gọi điện tới đồn công an. Alo, xin các anh đến giúp tôi ngay. Tôi đã khóa cửa xe cẩn thận nhưng bọn trộm vẫn đột nhập vào xe của tôi. Bọn bất lương ấy không chỉ ăn cắp tay lái mà chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh. Thật không thể tưởng tượng nổi. Lát sau, khi hai cảnh sát vừa được phái đi thì trực ban của đồn lại nhận được một cú điện thoại. Xin lỗi vì đã làm phiền các anh. Hóa ra tôi ngồi nhầm vào hàng ghế sau. Theo báo Mực Tín. Kem thấy câu chuyện thật thú vị phải không? Người lái xe ngồi nhầm vào hàng ghế sau, lại nghĩ mình ngồi vào ghế lái xe. Sau khi hốt hoảng gọi điện cho cảnh sát,
mới phát hiện mình ngồi nhầm ghế. Qua câu chuyện này, kèm hãy rút ra bài học cho mình khi xem xét một sự vật hay một hành động, kèm hãy quan sát cẩn thận để tránh làm phiền người xung quanh nhé. Kèm cùng quay lại yêu cầu của bài tập số 1. Bài tập 1 yêu cầu kèm tìm và phân tích cấu tạo của câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong mẩu chuyện vui người lái xe đãng trí. Kèm suy nghĩ tìm câu ghép nào. Chúng ta dễ dàng nhận ra câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong mẩu chuyện này là bọn bất nương ấy không chỉ ăn cắp tay lái mà chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh. Tìm được câu ghép rồi, kèm hãy phân tích câu ghép này theo 3 gợi ý. 1. Dùng dấu gạch chéo để tách vế trong câu ghép. 2. Gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch hai gạch dưới bộ phận vị ngữ trong mỗi vế câu. 3. Khoanh tròn vào cặp quan hệ từ nối các vế câu. Kèm cùng suy nghĩ để làm bài. Chúng mình cùng hướng lên màn hình theo dõi vào đáp án của cô. Trong câu ghép này, bọn bất nương ấy không chỉ ăn cắp tay lái là vế 1. Chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh là vế 2. Để xác định bộ phận chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi vế câu, kèm có thể đặt câu hỏi. Ai ăn cắp tay lái? Bọn bất nương ấy. Khi đó, bọn bất lương ấy là chủ ngữ 1. Bọn bất nương ấy làm gì? Ăn cắp tay lái. Vậy, ăn cắp tay lái là vị ngữ 1. Tương tự với vế câu thứ 2, chúng là chủ ngữ 2, còn lấy luôn cả bàn đạp phanh là vị ngữ 2. Và trong câu này đã sử dụng cặp quan hệ từ không chỉ mà. Cái mạ trong câu ghép này gồm 2 vế câu. Mỗi vế câu chỉ một hành động của tên trộm. Vế câu thứ nhất chỉ hành động ăn cắp tay lái. Vế câu thứ hai chỉ hành động còn lấy luôn cả bàn đạp phanh. Cặp quan hệ từ không chỉ mà chỉ quan hệ tăng tiến. Khi đó, bọn bất nương ấy không chỉ ăn cắp tay lái là vế 1 chỉ mức độ 1. Chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh là vế 2 chỉ mức độ tăng thêm. Vậy, để nối 2 vế câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến, ngoài sử dụng cặp quan hệ từ không chỉ mà, chúng ta còn sử dụng cặp quan hệ từ không những mà. Cô có thể viết được câu: bọn bất nương ấy không những ăn cắp tay lái mà chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh. Hoặc cặp quan hệ từ chẳng những mà. Bọn bất nương ấy chẳng những ăn cắp tay lái mà chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh. Qua bài tập 1, kèm thấy được để thể hiện quan hệ tăng tiến giữa các vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng một trong các cặp quan hệ từ không những mà, chẳng những mà, không chỉ mà. Bây giờ, mỗi bạn hãy lấy cho cô một ví dụ về câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến. Cô cũng có một câu: chẳng những Hùng là con ngoan mà bạn ấy còn là trò giỏi. Trong câu này, Hùng là con ngoan là vế 1 chỉ mức độ 1. Bạn ấy còn là trò giỏi là vế 2 chỉ mức độ tăng thêm. Khi muốn nhấn mạnh vế chỉ mức độ 1, chúng ta có thể chuyển vế 1 xuống vế 2. Cô chuyển như sau. Ta được câu:
Chẳng những Hùng là trò giỏi mà bạn ấy còn là con ngoan. Ngoài ra, kèm có thể linh hoạt sử dụng các cái cặp quan hệ từ để tạo ra những câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến. Không những Hùng là trò giỏi mà bạn ấy còn là con ngoan. Hoặc Hùng không chỉ là con ngoan mà bạn ấy còn là trò giỏi. Qua bài tập số 1, chúng mình đã hiểu được về câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến để giúp các em nắm vững hơn về cách sử dụng các cặp quan hệ từ trong kiểu câu ghép này. Cô cho chúng mình cùng đến với nội dung của bài tập thứ 2 phần luyện tập. Chúng mình cùng đọc thầm bài 2 theo cô. Bài 2, tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống. A. Tiếng cười 3 chấm đem lại niềm vui cho mọi người 3 chấm. Nó còn là một liều thuốc trường sinh. B. 3 chấm hoa sen đẹp 3 chấm. Nó còn tượng trưng cho sự thanh khiết của tâm hồn Việt Nam. C. Ngày nay trên đất nước ta 3 chấm công an làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh 3 chấm. Mỗi một người dân đều có trách nhiệm bảo vệ công cuộc xây dựng hòa bình. Bài 2 yêu cầu các em tìm quan hệ từ thích hợp vào mỗi chỗ chấm. Vậy để tìm được các quan hệ từ thích hợp điền vào các chỗ chấm để tạo ra những câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến, các em cần chú ý. 1. Xác định rõ nội dung của hai vế câu ghép. 2. Lựa chọn cặp quan hệ từ sao cho phù hợp. 3. Đọc lại câu văn xem nội dung đã hợp lý chưa. Các em suy nghĩ tìm cặp quan hệ từ nào. Cả lớp mình cùng hướng lên màn hình đối chiếu với đáp án của cô nhé. Trong câu A, em có thể sử dụng cặp quan hệ từ nào để điền vào câu này? Cô có thể chọn cặp quan hệ từ không những mà. Cô có câu, tiếng cười không những đem lại niềm vui cho mọi người mà nó còn là một liều thuốc trường sinh. Ngoài ra, các em có thể thay bằng cặp quan hệ từ khác. Tiếng cười chẳng những đem lại niềm vui cho mọi người mà nó còn là một liều thuốc trường sinh. Trong câu này, có bạn có thể sử dụng cặp quan hệ từ không chỉ mà vẫn được đấy các em ạ. Trong câu A, tác giả muốn nhấn mạnh vai trò của tiếng cười trong cuộc sống và cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tươi đẹp hơn khi có tiếng cười, phải không các em? Chúng mình cùng đến với câu B nào. Các em biết không, hoa sen là một loài hoa có những phẩm chất tốt đẹp mà không loài hoa nào có được. Hoa sen không những chỉ đẹp mà nó còn tượng trưng cho sự thanh khiết của tâm hồn người Việt. Vậy dựa vào nội dung đó, các em có thể chọn cặp quan hệ từ nào để điền trong câu này? Cô có thể chọn cặp quan hệ từ không những mà. Cô được câu, không những hoa sen đẹp mà nó còn tượng trưng cho sự thanh khiết của tâm hồn Việt Nam. Ngoài ra, các em có thể chọn cặp quan hệ từ chẳng những mà cũng rất phù hợp trong câu này đấy. Với câu C, các em chọn được cặp quan hệ từ nào chưa? Cô có thể điền cặp quan hệ từ không chỉ mà. Cô đọc lại câu C nhé. Ngày nay, trên đất nước ta không chỉ công an làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh mà mỗi một người dân đều có trách nhiệm bảo vệ công cuộc xây dựng hòa bình. Qua bài tập số 2, các em đã nắm vững hơn về cách sử dụng các cặp quan hệ từ. Vậy các em hãy vận dụng những hiểu biết của mình về cặp quan hệ từ, về câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến làm cho cô bài tập sau. Hãy đặt một câu ghép thể hiện mối quan hệ tăng tiến, phân tích cấu tạo câu và chỉ ra cặp quan hệ từ để nối các vế trong câu đó.
mỗi bạn suy nghĩ đặt cho cô một câu, xem bạn nào đặt câu hay nhất. Cô cũng có câu, Hùng không chỉ đá bóng giỏi mà cậu ấy còn chơi cờ rất hay. Trong câu này, Hùng không chỉ đá bóng giỏi là chỉ vế 1, cậu còn chơi cờ rất hay là vế 2. Trong vế thứ nhất, Hùng là chủ ngữ 1, đá bóng giỏi là vị ngữ 1. Ở vế thứ hai, cậu là chủ ngữ 2, còn chơi cờ rất hay là vị ngữ 2. Và để nối hai vế câu ghép này, người ta đã sử dụng cặp quan hệ từ không chỉ mà. Kèm hãy cùng thử sức với câu hỏi số 2 của cô. Hãy tạo ra các câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến từ cặp câu sau. Lan học giỏi, bạn ấy hát rất hay. Vậy lớp mình cùng thi đua xem những bạn nào tạo ra được nhiều câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến từ hai vế câu này. Cô có một số câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến như sau. Lan không chỉ học giỏi mà bạn ấy còn hát rất hay. Không những Lan học giỏi mà bạn ấy còn hát rất hay. Chẳng những Lan hát hay mà bạn ấy còn học rất giỏi. Lan không chỉ hát hay mà bạn ấy còn học rất giỏi. Ngoài ra, cô thấy nhiều bạn có thể tìm được những câu khác nhau. Vậy xong tiết học hôm nay, kem học về câu ghép biểu thị quan hệ tăng tiến gồm hai vế câu. Vế thứ nhất chỉ mức độ 1, vế thứ hai chỉ mức độ tăng thêm. Và muốn làm tăng thêm cái mức độ 1, chúng ta chỉ việc chuyển vế 1 xuống vế 2. Và để nối hai vế câu ghép này, chúng ta dùng cặp quan hệ từ. Một số những cặp quan hệ từ chúng ta thường dùng như không những mà, không chỉ mà, chẳng những mà. Sau tiết học này, kèm hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu có sử dụng câu ghép biểu thị quan hệ tăng tiến và hoàn thành các bài trong vở bài tập tiếng Việt. Chuẩn bị cho cô bài sau, mở rộng vốn từ trật tự an ninh trang 59. Tiết học đến đây là hết rồi. Cô thân ái chào các em, chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi.